Trên thực tế trong giao dịch mua bán nhà đất, một số trường hợp bên mua chỉ có vợ hoặc là chồng đi giao dịch, ký hợp đồng và đứng tên trên sổ đỏ. Tuy việc đứng tên không là căn cứ xác định quyền sở hữu riêng của chồng hoặc là vợ, thế nhưng mà khi xảy ra tranh chấp thì hai bên sẽ mất nhiều thời gian, công sức để chứng minh khiếu nại, đóng góp của mình vào khối tài sản trên. Do vậy, đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều cư dân mạng. Hoàn toàn đồng ý của chồng công vợ, dù buôn bán lời nhiều hay ít, Tôi luôn nghĩ một nửa trong số tiền kiếm được là nhờ vợ tôi. Tuy nhiên một luồng ý kiến khác thì lại cho rằng quy định này là không cần thiết và sẽ làm phát sinh thêm giấy tờ và thời gian khi mà thực hiện các thủ tục hành chính. Bởi nếu là tài sản được tạo lập trước hôn nhân thì dù là ai sở hữu thì người đó sẽ đứng tên. Còn nếu là tài sản hình thành sau hôn nhân thì luật hôn nhân và gia đình đã nêu rất rõ là của chung của cả hai vợ chồng. Luật đất đai cũng đã quy định nếu giữa vợ và chồng không có thỏa thuận tài sản riêng hoặc ủy quyền cho người còn lại đứng tên trên sổ, thì buộc trong quá trình xin cấp mới hoặc cập nhật thông tin trong sổ đỏ hay sổ hồng thì phải ghi tên của cả hai vợ chồng. Vì vậy, theo cá nhân tôi là không cần thiết. Khi chuyển nhượng đất đai, văn phòng công chứng sẽ yêu cầu cả vợ chồng ký giấy công chứng, dù ai đứng tên thì chẳng nữa. Hiện nay, theo quy định của pháp luật, để thêm tên vợ hoặc là tên chồng vào giấy chứng nhận thì phải đáp ứng đủ hai điều kiện. Thứ nhất là nhà đất là tài sản chung, nhưng giấy chứng nhận đã cấp thì chỉ ghi tên một người. Và thứ hai là phải có đơn đề nghị bổ sung tên theo mẫu quy định. Lệ phí thực hiện không quá 100.000 đồng trên một giấy. Việc ghi tên ai trên sổ đỏ là câu chuyện riêng và phù hợp với hoàn cảnh của từng gia đình. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận, đã chứng nhận về quyền sử dụng đất để ghi họ tên của cả vợ và chồng.